Serena, Serena. Nguyễn Hồng Kiên Trang, trả lời câu này giùm đi, nhỏ sao làm? Serena, Serena. Và kết thúc là gì? Serena, Serena, kết thúc là gì? Hàng chục đến à? Hàng chục. Nano đến à? Vậy siêu siêu nha, siêu cầu sao cái màn hình micro mét đã siêu rồi đó, chỉ nano mét thôi. Đã có vậy, đã siêu nha, siêu cầu thì không thể nào còn micro mét được hết. Em mới đầu hàng nghìn micro mét đó. Nguyễn Thị Lệ cho em có học không? Số 4 Mai Robinette là lớn nhất hả?
Nguyễn Thị Hóa là đã kia chưa? Huỳnh Văn Hưng kia chưa? Không, không có được tại đức. Sinh nhân tạo và chất trời, cái đó là cái chất mang để mang nó đi, sao mà chọn nó sai. Rồi cái câu số 2, hệ thống mang là các khối nhân kích thước micromet đồng nhất không có màng bao, đó là sao mà đúng? Cũng là có màng bao không? Là không có màng bao là sai. Nãy của mình cái dạng màng bao là cái là gì? Màng bao là cái là gì? Vi nè. Không có màng bao. Vi cào. Là vi cào. Nhưng mà nếu mà nói ở đây đồng nhất không có màng bao không là cũng đúng. Hệ thống mang là vật thể có nguồn gốc nội sinh nhân tạo và chất trơn. Hoàng Hải là nghĩ đúng không? Tức là mấy cái bài này mà không có học kỹ là không có đánh được đâu nha. Mà nãy giờ tôi nhấn mạnh mấy cái ý chính đây, các anh chị các bạn đánh dấu học thụ. Nếu không học thụ là đi thi cái phần này, nếu mà trong cái đề nó có 50 câu, 40 câu liền thì hai cái bài bữa nay là nó phải 3 câu là không đánh được đâu. Câu số 3. Nguyễn Thị Hồng Hà nãy mình có nói cái này không? Có, mình có nói nha. Một phần chứa lượng dược chất nhất định phóng thích tức thời, dễ được hấp thu và đạt được nồng độ trị liệu trong thời gian ngắn nhất. Một phần chứa tỷ lệ dược chất nhiều hơn, phóng thích dược chất từ từ, phóng thích ngay sau khi dùng thuốc. Hai cái đó là quá đúng rồi. Sự phóng thích hấp thu dược chất được tính toán sao cho lượng phóng thích hấp thu sẽ tương đương với lượng dược chất chuyển hóa tại trường, đó là đúng không? Đảm bảo hạn chế tối đa dược chất hấp thu vào hệ tuần hoàn, tránh phân bố đồng đều, cái đó không ai nói ạ. Em không làm gì chứ, tôi làm không rồi. Giờ quay trở lại nè, tại thi sao hỏi vậy, hỏi cái đúng. Không cái đúng, đúng. Có mấy lần này không đúng. Cô là nó là không có đồng đều nha. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi hỏi đúng rồi, nó có mấy thành phần, nó không có đồng đều, đó là cái gì vậy? Tức là nếu mà trả lời đúng thì có tạo một cái phần, nó dùng kéo dài, có mấy thành phần. Là tên là Thành Thị Thanh Truyền hay là sao á, có học không? Đồ thị nào không có đặc điểm của đồ thị nồng độ máu của các hệ thống phóng thích kéo dài, giống như nãy trên bảng vẽ đó, thiết kế nhiều đề bằng nhau, phóng thích dược chất ở các thời điểm khác nhau, cái đó có.
có. Con thích giữ cái giọng và cái giày có. Trang đi, đổ thì tùy Trang.
sân đi kia. Còn mấy chị? Còn 4 mà. Còn đi chơi đánh sát nè. Phải không? Cậu số 3, cậu số 4. Đọc lại dùm điểm đi. Bây giờ đang đứng đó thì đọc đi. Để trong phân tích tài đích không bao hàm ý. Một, thiết kế để hệ thống nâng cao sinh khả dụng nhằm tăng hiệu quả trị liệu. Hệ thống được kiểm soát sao cho phần lớn các viên trị liệu được phân phối như các chọn lọc đến tác động, hạn chế đến mức tối thiểu sự phân phối đến cơ quan khác gây tác dụng không mong muốn. Hệ thống tác dụng tài đích có thể phân tích điều kiện tích hợp hoặc phân tích kéo dài, được xem là hệ thống phân tích có kiểm soát và có không? Nó đầu là học nhưng mà không thuộc là không đánh được, khó quá. Cái này khó quá, nhưng mà hai bài này nó rất khó. Bài tuần sau cũng vậy luôn, tuần sau có hai tiếng là cái bài cũng khó luôn. Nó có một câu thôi, là hai câu trong đời thôi nhưng mà đánh được. Nếu học kỹ là đánh được. Này phải chiếu lên hết rồi đó, các chị các bạn có theo những cái chính để mà những cái câu dễ thôi. Câu này chọn gì? Thiết kế để hệ thống nâng cao sinh khả dụng nhằm tăng hiệu quả trị liệu. Hệ thống được kiểm soát sao cho phần lớn tác nhân trị liệu được phân phối một cách chọn lọc đến mức hạn chế đến mức tối thiểu sự phân phối đến cơ quan khác. Đó rồi. Hệ thống tác dụng là đất có thể phân tích những chất tức thời và phân tích kéo dài chứ nó phải đâu. Số này cũng số 4 nha. Cái nào khó nữa. Cơ sở khoa học thực tiễn yêu cầu đối với mục tiêu như sau, không đề cập đến. Để thuốc mục tiêu là thuốc được lưu tới đất một cách chọn lọc, cần tỷ lệ cao các phương bệnh tới đất, thuốc trị bệnh tại chỗ diện tích nhỏ ngoài da không cần hấp thu, trong sử dụng thuốc tại đất đạt đồng độ trị liệu và duy trì thuốc liệu trình. Trong thực tế thuốc không tập trung tại đất mà hấp thu phân bố đến các cơ quan, các mô, các bộ phận khác để tiện không ai giống nhiều. Còn mấy? Bốn này. Là thực cơ sở nào? Cơ sở khoa học tự tiện yêu cầu đưa thuốc đến mục tiêu không đề cập đến, mà người ta không có đề cập đến là trong thực tế không tập trung tại đích cái gì không tập trung mà không có điều các cơ quan các bộ phận không có đề cập đến là tại đất được phân cấp ngoại trừ tại các ngành riêng, tại tế bào, tại hệ tuần hoàn, tại các nhà hãy tìm hệ thống thuốc không có tác dụng tại đất. Hệ thống mà bộ nãy là đóng hết rồi, hay có mấy mà rồi mục đích của việc chế tạo hệ tiểu phân là đó là sẽ điện hạn chế sự bay hơi, bảo vệ dược chất chống tác động hạn chế tinh kỳ gì đó này, cái này đi. Tức là mình chế tạo hệ tiểu phân làm gì để mà làm gì? Tức là mình sẽ điều cái gì đâu? Cái hơi gạo và các đất tác động của môi trường, cái tư kiện gì đó? Giảm tác dụng phụ. Đường thuốc. Hai trò ưu điểm của hệ tiểu phân Miro và trợ. Đường thuốc. Miro là gì ra là gì? Mero Square, Mero Capsule. Mero là gì? Tiểu phân. Mero dịch ra là gì? V hạn chế sự bay hơi, dịch chất hạn chế tinh thể có khả năng hơi dịch chất rất rõ dịch chất kém và tăng hứng khô. Kiểm soát sự ống dịch tác của các bạn nào? Kiểm soát câu 4 đặc tính của liposom như sao? Liposom là nãy thuộc dạng nào? Dạng pinene. Pinene là gì?
một giọt nước ở giữa, một lớp vỏ phóc con đi bếp. Có tính thay đổi từ hàng chục năm qua đến câu ba nè. Một giọt ở giữa không có vỏ bao giờ các bạn. Một điểm của hệ thống được truyền thống này đó là nếu ít nhất bao điểm gì nữa? Giảm tác dụng phụ. Mục đích của thiết kế giảm thuốc không thích kéo dài là làm gì? Phải trừ giảm số lần, giảm bớt lượng thuốc cho một lần uống, giảm bớt tác dụng không mong muốn nâng cao hiệu quả điều trị. Câu ba. Giảm bớt tác dụng không mong muốn hả? Thì chế tạo hay không, thiết kế dài không nhằm mục đích. Hồi nãy đánh rồi chưa? Giảm số lần duy trì đồng độ, hồi nãy đánh rồi đúng không? Câu 3, hạn chế chế tạo tác động gây hại đến chân của bà. Ủa? Giảm với tác dụng không mong muốn học tính tác dụng. Không nhằm mục đích á. Câu nào? Kiểm soát không thích cái nhà của các cơ chế sản. Thì nó là
dài. Phong ta acrylic ha, phong ta acrylic cellulose là ta. Thân nước á, nè thân nước là cellulose, vậy cái nào cũng thân nước. Acrylic. Thuốc chứa trong túi dẻo không thấm dịch trong hệ thống và chất điện giải như là cái nào? Bộ hệ thống. Mục đích sử dụng tiền dược là hồi nãy nói là nó điện. Hoặc chất nào có thể dùng cho phóng thích kéo dài tiền dược. Cấu trúc biểu vệ chứa cái màng phát tán là thuộc phát tán. Hệ thống hòa tan được nam hóa là dạng lánh thu là trần. Vậy là tiểu phân nha, hoặc không là thuốc bao bọc bởi hộp màng luôn, polymer. Hệ thống nào phóng thích không đã nói rồi. Tiền nào không đúng thì mục đích sử dụng tiền dược làm tăng sự ổn định, gia tăng hấp thu, đưa thuốc đến nơi tác dụng hay là tác dụng trị liệu của thuốc. Hệ thống trị liệu đưa thuốc đến mục tiêu được thiết kế để câu nào hạn chế đến mức tối thiểu sự phân phối cao giá, ngăn ngừa sự phân hủy, sự bất hòa của thuốc trong quá trình vận chuyển. Hạn chế phản ứng phụ có thể phân cấp đưa thuốc đến mục tiêu là mấy bậc ba chọn ý đúng. Hệ tiểu phân là dạng bào chế thành phẩm, hệ tiểu phân là dạng bào chế phẩm và chế trung gian, tức là tiểu phân là trung gian thành phẩm. Chọn ý đúng. Kích thước của hệ tiểu phân là 10 nanomet hàng nghìn nanomet. Khi dùng hệ tiểu phân được đưa vào cơ thể. Tiểu phân là những chế phẩm có kích thước trong cơ thể nanomet. Kích thước của hệ tiểu phân, cấu trúc của hệ tiểu phân, dạng tốt và dạng hoàn bằng. Mục đích điều chế tiểu phân là nó là kích thước của vi-nan. Vi-nan là vi-nan cấu trúc của vi-nan. Cấu trúc của vi nam, nhà là hỏa ba, sự khác nhau của vi nam và vi cầu. Vi cầu là cầu, cầu có đồng nhất dạng tốt, vi nam là nhà của nước cỏ. Chất mang là polyester được trong điều chế vi nam và vi cầu. Tại vi nam chất mang là gì? Polyester là sáp và nguyên. Kích thước của siêu vi cầu. Kích thước của siêu vi nam. Liposome là dạng đặc biệt của vi-nan. Cấu trúc của liposome gồm hai phần: nhân lứa và phosphorylic. Ưu điểm của hệ thống mang nhận lại phân tử mà ta sẽ lấy lại tiểu phân là hệ thống mang nhận lại phân tử so với hệ tiểu phân là tự nghĩ. Tăng tính thấm, tăng hấp thu, hạn chế tư kỵ, có thể duy trì trong máu nhiều giờ. Bây giờ một cái đại phân tử với một cái tiểu phân thì cái đại phân tử có là kích thước lớn hơn đúng không? Lớn hơn chạy cho nào? Là duy trì trong máu nhiều giờ. Rồi, giờ có mấy câu trả lời được. Hãy có mấy câu trả lời được.